Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nước sạch với cuộc sống số tháng 6 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người dân 14 xã thị trấn của huyện Phù Cừ đã được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế trong sinh hoạt. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân được tiếp cận nước sạch còn thấp, mới đạt khoảng 49%. Trong khi đó, nhu cầu về sử dụng nước sạch của người dân trong huyện lại rất cao. Cách đây khoảng hơn 2 năm, khi nhà máy nước Nguyên Hòa đi vào hoạt động và cung cấp nước sạch cho nhân dân, thì gia đình ông Đặng Đình Luận ở thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ là một trong những hộ đầu tiên trong thôn đăng ký sử dụng nước sạch. Từ khi chuyển đổi nguồn nước sinh hoạt từ nước giếng khoan sang sử dụng nước máy, ông Luận cảm thấy rất yên tâm vì nguồn nước sạch đảm bảo và hợp vệ sinh. Chúng tôi thì cũng đi ra ngoài va chạm nhiều cho nên rất ước mơ được nước máy. Thế thì khi nước máy về thì gia đình tôi là lắp ngay. Thế mà qua dùng thì chất lượng chúng tôi có cái thử như này. Thực ra người dân ban đầu thì chưa tin, nhưng khi chúng tôi có mượn như vậy máy đo về thì chúng tôi đo thấy rất sạch. Mới hai là qua một cái máy lọc nữa thì nó không thấy cấn ở cái máy lọc đó, cho nên chúng tôi rất tin tưởng và cũng mong muốn mọi người là dùng nước máy rất có hiệu quả và thực tế tốt. Ngay bây giờ thì nước giếng lại đang tụt, đang khó khăn thì chúng tôi đã có sẵn như vậy cái nguồn nước sạch rồi, cho nên cái đó là chúng tôi rất phấn khởi. Cùng quan điểm của ông Luận, trong khoảng thời gian ngắn, người dân các xã lân cận nhà máy nước Nguyên Hòa đã chủ động đăng ký để sử dụng nước máy. Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu về sử dụng nước sạch của người dân thì vẫn còn vài nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở một số khu vực đạt thấp. Gia đình tôi là từ trước đến giờ vẫn sử dụng nước giếng khoan này, thế là bổ làm lắp đường nước sạch, nhưng mà người ta vừa rồi người ta làm đường, thế là người ta múc cái dây đất nó bị đất, thế là giờ chưa làm được. Gia đình tôi cũng rất mong muốn là được sử dụng nước sạch, nhưng mà bây giờ cái đường ống nó chưa được vào nhà cho nên là nó chưa lắp được. Người dân thì hiện nay là đang rất mong chờ là khi người ta đăng ký rồi thì cũng muốn doanh nghiệp tạo điều kiện để đẩy nhanh cái nước sạch cho bà con. Đến bây giờ thì ủy ban xã cũng đã có ý kiến với đơn vị nước sạch để làm sao mà tập trung nâng cao cái hiệu quả đấu nối cho bà con trong cái mùa hạn hán, đặc biệt là cái năm 2020 này là cái nóng nóng. Thế mà cái hạ tầng nước thì bây giờ nó rất xuống rất sâu. Thế và nhiều cái nhà hộ là hiện nay là đăng ký đến 1 tháng đến 2 tháng chưa lắp. Huyện Phù Cừ có 4 đơn vị doanh nghiệp cung cấp nước sạch cho 14 xã thị trấn trong huyện. Hiện nay ngoài thị trấn Trần Cao còn gặp một số vướng mắc trong việc cung cấp nước sạch cho nhân dân, thì 13 xã của huyện đến nay cơ bản đã có nước sạch. Tính đến thời điểm này, tỷ lệ lắp đặt mạng ống cấp nước đến các hộ dân ở huyện Phù Cừ đã cơ bản được phủ kín, đạt trên 96%. Tuy nhiên, thực tế phần lớn người dân ở Phù Cừ vẫn sử dụng nước mưa, nước giếng khoan để sinh hoạt. Trong khi đó, lượng nước ngầm trên địa bàn huyện ngày càng suy giảm, không đảm bảo chất lượng, nhiều khu vực không có nước. Đơn vị cũng cố gắng tuyên truyền về cái chất lượng nước, cũng cái giá trị của cái việc mà sử dụng nước sạch đem lại cho sức khỏe cộng đồng và bản thân mỗi người dân. Thì chúng tôi cũng mong các đơn vị, các đoàn thể ban ngành phối hợp cùng công ty để tuyên truyền một cách triệt để cho bà con người ta, từng người người ta hiểu được về cái giá trị về sức khỏe đem lại khi mà sử dụng nước sạch. Nước sạch luôn là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của con người. Trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay, vai trò của nước sạch càng quan trọng, không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn phục vụ cả sản xuất nông nghiệp sạch. Do đó, bên cạnh những giải pháp của cấp chính quyền, sự nỗ lực của các đơn vị cung cấp nước sạch, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong việc sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cả gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Nước sạch với cuộc sống tháng 6 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được đồng hành bởi Hiệp hội Nước sạch tỉnh Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.